bắt được coi. Ừ, mập bắt được coi. Tuần hiệp nó đi thả, thân rắn thả đi. Dữ lắm rồi. Cây bắt đỏ tôi cầm nè. Cắm còn gì, khè tàu lưa ta là cầm đủ mẹ mắt đỏ làm gì vậy? Ủa, cầm gì kia hốc rơm phủ lên rồi dí cù luôn. Ai rồi mày mới rơm bỏ lên. Rơm nhiều nhiều mới được coi. Ồ, bác có đồ nghề luôn hả? Ghê thật. Có đồ nghề luôn nè. Có đủ giỡn luôn cả không? Cầu gì cầu. Có đồ nghề luôn ha. Đi cầu. Không để kéo cái rú rồi vô được chứ mới được chứ. Đây dưới cầu. Quá chuột rồi. Đấy, bỏ bỏ cái miệng đú vô cái rộng luôn hả? Đây, Tân ơi, tăng xà xà ra đi. Tân. Tân ơi. Cá nó hầm đầm mê nó chuyện kia. Con này chắc được 3 con quá. Cũng đủ ăn chứ đâu người thấy. Vô hầm mấy cá xà ra như bữa đó chứ. Cái nhớ hả? Cái tay của mày nó lủng đó. Cái ba cái chỗ đó thì lủng dữ cái trời. Trời ơi, nó lủng cho ra một hai con cho nó tới ra nó bắt. Bắt gì nói em nội mày, về bữa nào cũng bắt thôi. Bắt cái lẩu lẩu mới được đấy ơi. Bắt gì? Ừ, tắng rơm vô chút tôi dạy đây chụp ngay cù đó. Vậy luôn để trống như nó mới chạy vô đó. Để cho nó trống vậy luôn đi, chạy vô. Để cù. Tay trống nó chạy vô, thấy bịch nó đâu chạy vô đâu, đứng lại. Cái mấy cây nào cuột lên. Cuột vô gốc giả. Hốt bậy mới rơm mới bỏ trên nữa được. Ruộng bây giờ ô thế kiếm rơm bỏ lên không ra tay lúng sình mẹ hết trơn. Đang nghe sẵn cầu à. Còn 7 bao tao không sao tao qua tao lấy luôn. Giác là 7 thằng vô giác mày ra. Không phải đẩy cái lọng lại cho bịch bịch tụi mới chạy vô đường đó. Em ơi, để tao có số đất không? Nó dồn tạm đây, đập đập gì? Ông vừa xuống hụp cái bào phải không? Gài cái đất chạy cuốn. Chiều sáng rồi lên YouTube tính thái chị nha. Không biết cái cầu này được 10 con không nữa. Vô hầm mấy cắt chứ vô thùng mấy cắt hết rồi.
Ừ. Ủ rơm cho mát nó ở. Dạ chơi bụi không nghĩ mà đâu mới kêu ta cho rơm nó không cuốn trời. Nghĩ á. Ơi. Người ta kêu cho rơm cuốn người ta cho thêm tiền nữa kìa. Giờ ta đốt cũng được, ta cho đó. Không cuốn là cuốn. Không có thì đi anh nhật rơm. Ờ bởi vậy. Rơm có đó thì cho, không là không ai cuốn. Vũ ruộng giờ cho rơm luôn mà không chịu nào chịu cuốn rơm chở nè bà con của bác. Rơm gì nè. Vũ ruộng giờ cho rơm luôn mà không ai mấy không nào mà lại cuốn hết trơn. Mấy xe đai vô đây chở. Đi đâu rồi? Thằng rơm đâu rồi? Rơm đâu? Nó nhỏ quá trời. Ra chỗ khác cây chuột chạy xuống đây. Để đầu trên dồn xuống. Lên trên đi đứng nằm rình chuột ta vậy. Đây mấy ông này mấy kéo à. Vậy không cũng nằm nó luôn rồi đó. Vậy không mà cũng bắt lầy nữa. Quá đông rồi. Dí cù nha bà con. Binh lính nè. Đó, binh lính rồi. Quá nhỏ luôn nghe không? Chim cò. Thấy không? Người ta giờ nhiều hơn chuột rồi đó.
luôn rồi, đâu rắn chui vô luôn. Rồi lấy bao lúa ra. Dạ, con rắn kìa tội nghiệp. Con rắn luôn, tội nghiệp. Rắn rồi, thả rắn đi. Tội nghiệp nó đã thả, thằng rắn thả đi. Dữ lắm rồi. Tôi cầm nè. Cầm gì kẹt tàu luôn ta làm gì vậy? Cầm như kia nói chung là cỡ bao nhiêu đây là ngon rồi. Mấy con em làm sao vô đủ ta? Cầm không vô đủ đâu. Vô chứ không hết đó nghe. Vô. Ê nó bắt con cắn luôn rồi. Con Hiếu đổ chạy ra kìa, thủ bắt hai chỗ Hiếu kìa. Thủ nè, nó chạy ra dữ lắm đó. Vô. Rắn luôn. Chui ra. Vô luôn coi. Dưới kìa. Cái lồng không có nắp luôn hay gì vậy? Có. Bắt đâu? Đây. Mấy kilo đâu mà không hết. Con này không bằng cái con trường ha. Con nục. Với cù cả 100 kg. Ở bên nông trường phải không? Ừ. Ông công còn hai mẫu cuối cùng á. Mà dí ba cù vậy á. Thấy ông quay coi đó đụng. Cái cù sao xả vàng luôn. Mô. Rồi mình ăn nha bác. Phải không ăn cống nó gì á. Mấy em thằng đây là về nhớ coi nha. Coi mình mấy em gì nè. Vui lắm á. Mình mấy thằng nào nấy. Trời đất ơi. Cái này để rồi nữa làm này tới già luôn mới coi luôn á. Mấy nhỏ. Được làm chuột đủ ăn rồi. Trời ơi, đăng rồi luôn. Ừ. Em đứt đủ thứ đó nha. Chiều đăng. Đầy độc coi. Cha con đầy độc rồi. Hai chỗ chui với máy cái máy này nè. Nào bắt được rồi.
Ừ, mập bắt được rồi. Bị cắn mà không được chuột luôn. Trời ơi. Trình đó là gói. Chào chồng cho bà ngoại bà nội gì mà ăn đây. Đó, nhiều quá hồi chết hết à. Đó, học lòng luôn rồi. Phải quay mấy nhỏ à, không phải mấy quay mấy lớn. Dạ. Phải quay mấy nhỏ à. Không phải quay mấy lớn. Quá trời lòng chuột anh. Chim cò chuột bọn mình lơ la đây.